Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 73. Quan tài dưới Minh Hiếu Lăng, trong quan tài có một nam một nữ đang nằm, không cần nói cũng biết là ai rồi. Quan trọng là lá cờ kia ma giáo ngũ hiển đường, cờ xích hỏa lưu diễm. Mọi suy đoán của Lý Dục Thần đều gần như trở thành sự thật. Đại Minh lấy giáo lập quốc, quốc hiệu là Minh, sùng bái màu đỏ. Châu Nguyên Chương rất có thể chính là đường chủ Nam Minh Ly Hỏa Đường của ngũ hiển đường trong ma giáo. Minh Hỏa Đường lấy danh nghĩa Minh giáo để hành tẩu trên thế gian. Châu Khiếu Uyên ở đây, Lý Dục Thần không tiện nói ra những suy đoán này. Ngay lúc này, hai người trong quan tài đột nhiên ngồi dậy. Điều này khiến mọi người hoảng sợ. Tất cả mọi người đều đoán được người trong quan tài là ai, nhục thân bất hoại sao thì không nói làm gì, dù sao cũng có rất nhiều cách nhưng một xác chết mấy trăm năm đột nhiên sống lại thì thật sự quá đáng sợ. Sao nhục thân bất hoại hay còn gọi là xá lợi toàn thân? Đây chính là loại vật chất không gian kết ở dạng hạt trong cả quá trình tu luyện. Chỉ có Châu Khiếu Uyên là mặt đầy vẻ kích động, toàn thân run rẩy, quỳ xuống trước quan tài. Con cháu bất hiếu Châu Khiếu Uyên, bái kiến tổ tông. Hai người trong quan tài bay lên, lơ lửng trên quan tài. Lúc này nhìn rõ, hai người này, một người mặc long bào, một người mặc phượng quan. Người mặc long bào cầm một lá cờ màu đỏ trong tay. Có điều hai mắt của hai người trống rỗng như đang nhìn họ, lại như vô hồn. Mau lui lại, Lý Dục Thần hét lớn một tiếng, túm lấy Châu Khiếu Uyên lùi về phía sau. Những người khác cũng lùi theo. Tổ tiên của ông đã chết rồi, ông ấy không nhận ra ông đâu. Sau khi tiếp đất, Lý Dục Thần nói, Châu Khiếu Uyên có chút không cam lòng nhưng lý trí mách bảo ông ta, những gì Lý Dục Thần nói là sự thật. Vậy phải làm sao đây? Mọi người lui ra ngoài trước, tôi sẽ xử lý. Lý Dục Thần xoay la bàn, trở về lối vào không gian khi đến, một cầu thang hư không hướng lên trên. Phía trên là một bức tường đỏ, cầu thang đối diện với cửa vòm chính giữa bức tường đỏ. Đó chính là âm dương môn của Hiếu Lăng. Tất cả các người trở về, đi qua thần đạo, ra khỏi bí cảnh. Nhớ là phải di tản những người ở bên ngoài và cư dân gần đó. Châu Khiếu Uyên biết sự nghiêm trọng của vấn đề. Nếu có chuyện gì xảy ra ở đây, chẳng hạn như Long Mạch bị chấn động thì toàn bộ Trung Sơn và Hồ Huyền Vũ bên ngoài không biết sẽ biến thành thế nào. May mắn thay, lực lượng của nhà họ Châu ở Kim Lăng đủ lớn. Cho nên việc di tản cư dân vào ban đêm cũng không phải là không thể. Nhưng tiền đề là ông ta phải ra khỏi đây trước. Dục Thần, vậy thì nhờ cậu rồi. Châu Khiếu Uyên nhìn sang đôi nam nữ đang lơ lửng trên quan tài, quỳ xuống lần nữa, vái họ ba vái, sau đó mới quay người chuẩn bị rời đi. Người mặc long bào như nhận ra họ định chạy nên vung lá cờ trong tay, một luồng nhiệt lượng ập tới. Cẩn thận, huyền minh trong tay Lý Dục Thần cuộn lên một màn kiếm màu đen, chặn đứng luồng nhiệt lượng lại. Đi mau. Anh thúc giục, nhưng ngay lúc này, người phụ nữ bên cạnh người mặc long bào giơ tay chỉ lên trên, toàn bộ cầu thang hư không bốc cháy. Tiếp theo, tiếng giết chóc vang trời. Một đội quân lao ra từ trên âm dương môn, người đi đầu cưỡi một con chiến mã cao lớn, vung kiếm và hét lớn, chỉ huy sứ Hiếu Lăng vệ ông trọng, đến cứu giá. Con ngựa đó chạy rất nhanh, như mũi tên rời dây cung, trong nháy mắt đã đến trước mặt Châu Khiếu Uyên, không nói một lời mà đâm ngay một kiếm. Vì gần trên cầu thang hư không đang cháy xuống nên trên thanh kiếm còn dính lửa, kiếm ý lạnh lẽo mang theo sức nóng của ngọn lửa đỏ. Châu Khiếu Uyên trở tay không kịp, luống cuống né tránh. Phía sau ông ta chính là Lâu Trọng Thái, Tông Sư Ba Thục và Kha Quân Đạo, Tông Sư Giang Thành. Công phu của hai người này vốn đã kém Châu Khiếu Uyên rất nhiều, cộng thêm việc không kịp trở tay nên hoàn toàn không thể né tránh được một kiếm của tướng lĩnh âm binh ông Trọng. Lúc kiếm khí sắp cắt ngang cơ thể của họ thì bỗng nghe hai tiếng Phật hiệu. Cơ thể của hai người chợt dịch chuyển sang hai bên, đến bên cạnh Hải Không và Tịnh Tuyền. Ông Trọng, người có nhận ra ta không? Châu Khiếu Uyên lớn tiếng nói. Ngươi là tên giặc phản nghịch to gan, dám xông vào cấm địa, làm kinh động thánh giá, đáng chết. Ông Trọng như không có trí nhớ, hoàn toàn quên mất chuyện bé tí vừa rồi, kiếm khí trong tay tăng vọt, một lần nữa chém về phía Châu Khiếu Uyên. Châu Khiếu Uyên tránh không kịp nên chỉ có thể nghênh chiến. Trong tay ông ta xuất hiện thêm một thanh đoản kiếm nữa. Chân khí rót vào thân kiếm, vung ra một luồng kiếm khí. Đã mấy chục năm rồi ông ta không dùng kiếm, trên đời này, đã không còn người cần ông ta ra tay nữa rồi. Cho nên đã mấy chục năm rồi ông ta không giấu kiếm bên mình, ngay cả cảm giác cầm kiếm cũng có chút xa lạ. Lần xuống bí cảnh này, để phòng ngừa, mọi người đều chuẩn bị đầy đủ, ông ta cũng không ngoại lệ, mang theo thanh bảo kiếm gia truyền này. Kiếm khí va chạm với kiếm ý của ông Trọng, ầm một tiếng, kiếm khí tiêu tan, Châu Khiếu Uyên bị đánh bay ra ngoài. Liên tục lật cơ thể trên không trung mới miễn cưỡng tiếp đất. Còn ông Trọng thì không sao cả, kiếm trong tay đổi thế, kiếm khí bèn chỉ về phía Tiêu Sinh bên kia. Trong tay Tiêu Sinh xuất hiện thêm một cây sáo sắt,
võ hồn bùng nổ, giơ ngang cây sáo sắt, nghênh đón. Ông ta chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, cơ thể đột nhiên chìm xuống, cả người đều ngồi xổm xuống, suýt chút nữa thì cây sáo sắt rơi khỏi tay. Mà kiếm thứ hai của ông Trọng đã lao đến. Châu Khiếu Uyên thấy Tiêu Sinh nguy hiểm, định đi cứu thì thấy một luồng kiếm khí bay tới, đỡ lấy kiếm của ông Trọng, đấu với nhau. Hóa ra là phi kiếm của trưởng giáo Mao Sơn Cổ Thủ Mặc. Cùng lúc đó, vệ linh tú của Thiên Hậu Cung cũng ra tay. Bà ta không phải phi kiếm mà là người kiếm hợp nhất, toàn thân như một con phượng hoàng nhẹ nhàng bay tới, kiếm trong tay chỉ thẳng vào ông Trọng. Ông Trọng trên lưng ngựa, một tay cầm kiếm đấu với phi kiếm của Cổ Thủ Mặc. Thấy vệ linh tú bay tới thì tay kia đột nhiên xuất hiện thêm một cây trường thương, lão ta hất lên, đâm thẳng vào vệ linh tú. Vệ linh tú dùng mũi kiếm điểm vào cây trường thương của lão ta, biến hình trên không trung như phượng hoàng múa chín tầng mây, kiếm ý thay đổi. Cứ như vậy, ông Trọng một người một ngựa, một thương một kiếm, đấu với Cổ Thủ Mặc và vệ linh tú. Lúc này, những âm binh theo ông Trọng từ cửa động phía trên tràn ra ngày càng nhiều, có những tên xông xuống theo cầu thang đang cháy, có những tên rơi thẳng xuống từ trên không trung. Trong số đó có một tướng lĩnh, tay cầm song giản, xông tới. Pháp sư Tịnh Tuyền niệm một tiếng Phật hiệu, nghênh đón, chiến đấu với vị tướng đó. Còn Châu Khiếu Uyên và Tiêu Sinh thì dẫn theo hai tông sư khác, chiến đấu với những tên tiểu binh. Dù thực lực của bốn người bọn họ mạnh nhưng số lượng âm binh quá đông, phía trên lại liên tục tràn xuống nên cũng có chút gian nan. May mà còn có Hòa Thượng Hải không chắp hai tay lại, niệm Phật hiệu, theo. Bước chân của ông ta, những âm binh xung quanh ông ta đều tan biến trong hư không. Tám người này và những âm binh âm tướng kia miễn cưỡng hòa nhau hoặc có thể nói là tạm thời cầm cự được. Nhưng vấn đề là có 10 vạn âm binh canh giữ lăng mộ, cho dù có dùng hết chân khí và pháp lực của bọn họ thì cũng không thể giết hết được. Huống hồ còn có 2 viên đại tướng, càng đánh càng hăng. Kéo dài thời gian thì bọn họ chắc chắn sẽ bại trận. Còn Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình lúc này vốn không có thời gian đi giúp họ, bởi vì những người họ phải đối mặt là một hoàng đế và một hoàng hậu bước ra từ quan tài. Đặc biệt là Châu Nguyên Chương. Tay cầm cờ xích hỏa lưu diễm, trên người mặc long bào rực rỡ, uy áp tỏa ra từ người lão ta khiến cho Lý Dục Thần hiện tại đã trải qua 3 lần lôi kiếp vẫn cảm thấy ngạt thở. Nhưng người ra tay trước lại là Hoàng hậu Mã. Chỉ thấy bà ta rút một cây châm phượng trên đầu xuống, khẽ vung lên, trong hư không chợt sinh ra một biển lửa, bao vây Lâm Mộng Đình lại. Mà ngay lúc này Lâm Mộng Đình vung như ý trong tay lên, tử vân tuôn ra, từng lớp trải rộng ra. Nơi nào tử vân phủ đến, lửa bị tắt ngúm. Hoàng hậu Mã lại vung châm phượng ra, lửa lại bùng lên. Cứ thế, tử vân và lửa giằng co giữa hai người, dựng lên một bức tường cao, một bên là mây trôi, một bên là lửa, vô cùng tráng lệ. Mà ngay lúc này, Châu Nguyên Chương cũng ra tay, chỉ thấy lão ta vung lá cờ trong tay, cuốn lên một làn sóng đỏ. Sau đó 5 con rồng vàng 5 móng trên long bào của lão ta bay lên, lao thẳng vào làn sóng đỏ. Biển đỏ rồng ngâm, cồn cuộn lao về phía Lý Dục Thần. Lý Dục Thần không dám chậm trễ. Lấy cờ U Minh Quỷ ra, rót thần niệm vào mặt cờ, dùng sức vung lên, cuốn lên sóng U Minh Quỷ. Một biển đỏ và một biển đen va vào nhau, ầm ầm dâng lên sóng lớn. 5 con rồng vàng 5 móng phá vỡ sóng lớn, chui vào cờ U Minh Quỷ, đầu rồng thò ra khỏi mặt biển, gầm lên một tiếng. Lý Dục Thần đột nhiên cảm thấy một sức mạnh to lớn va chạm vào thần niệm của mình, mặt lá cờ đen trong tay tung bay, phấp phới không ngừng, biển đen bị rồng vàng khuấy động, sức mạnh phân tán, khó có thể chống lại biển đỏ phía trước. Hơn nữa con rồng vàng kia thấy sắp bơi qua biển đen nên há to miệng, chuẩn bị nuốt chửng Lý Dục Thần. Lý Dục Thần hơi kinh ngạc, thực lực của Châu Nguyên Chương vượt xa sức tưởng tượng của anh, mạnh hơn nhiều so với quỷ vương Hắc Thủy mà anh gặp trong hang động thiên Phật trước đây. Quỷ vương sở hữu cờ U Minh Quỷ, Châu Nguyên Chương có cờ xích hỏa lưu diễm, đều là cờ ngũ hành của thánh giáo, thân phận địa vị của hai người hẳn là ngang nhau, đều là những con cương thi ngủ dưới lòng đất, tại sao thực lực lại chênh lệch nhiều như vậy? Đã chết rồi mà còn mạnh như vậy. Vậy khi còn sống, lão ta phải là loại quái vật gì? Lý Dục Thần luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây nhưng tình hình căng thẳng không cho phép anh suy nghĩ nhiều, thấy rồng vàng lao tới, anh lập tức lấy ra cờ Thái Bạch có được từ thiên trì, phất một cái lên trên lá cờ đen. Chỉ thấy trên mặt nước đen, đột nhiên cuộn lên một lớp sóng trắng, cuốn lấy rồng vàng. Một tiếng rồng ngâm vang lên, rồng vàng bị cuốn ngược trở về biển đỏ. Một tay Lý Dục Thần cầm đen, một tay cầm trắng, hai lá cờ thay phiên nhau vung lên như hai biển. Một trắng một đen, trắng ở trên, đen ở dưới, thay phiên nhau tiến lên, kẹp chặt biển đỏ ở giữa. Châu Nguyên Chương cũng không ngừng vung cờ đỏ, biển lửa lật trời, 5 con rồng vàng 5 móng lật tung trong đó, lúc thì lao lên vào trắng, lúc thì chìm xuống vào đen nhưng vẫn không thể tiến gần đến Lý Dục Thần. Nhưng Lý Dục Thần phát huy sức mạnh của hai lá cờ,
dường như pháp lực cũng đã đến giới hạn. Mà lúc này, nhược điểm chỉ mới vượt qua một nửa lôi kiếp của anh đã bộc lộ. Do Ô Mộc Thiếp và Cờ Thái Bạch giúp anh chặn một nửa thiên lôi nên mức độ tôi luyện cơ thể của anh không đủ, dẫn đến cảnh giới của anh cao hơn cường độ thân xác nửa bậc. Bình thường không sao, bây giờ toàn lực thi triển, khi pháp lực phát huy đến cực hạn thì có cảm giác như cơ thể sắp vỡ tung. Nhưng Châu Nguyên Chương đối diện chỉ là một con cương thi, không có áp lực cơ thể vỡ tung, thi thể được nuôi dưỡng trong long mạch kim lăng mấy trăm năm mà không mục nát cũng vô cùng mạnh. Nếu cứ rằng coi như vậy, chưa nói đến pháp lực của Lý Dục Thần có thể duy trì được bao lâu, chỉ sợ thân xác sẽ không chịu nổi trước. Mà người nguy hiểm hơn anh chính là Lâm Mộng Đình. Tuy Lâm Mộng Đình có cảnh giới sau khi hợp hồn với Ô Mộc Thiếp nhưng thân thể chỉ mới vượt qua nửa lôi kiếp, vô cùng yếu ớt. Dù Hoàng hậu Mã không bằng Châu Nguyên Chương, Châm Phượng trong tay cũng rõ ràng không bằng Xích Hỏa Lưu Diễm nhưng thực lực không yếu, nhất thời Lâm Mộng Đình không hạ được bà ta, càng kéo dài thì càng bất lợi cho Lâm Mộng Đình. Bên kia, 10 vạn âm binh không ngừng lao ra từ Âm Dương Môn. Đặc biệt là vệ chỉ huy sứ Hiếu Lăng Ông Trọng, thực lực cực mạnh, tay trái cầm kiếm, tay phải cầm thương, một mình chiến đấu với Cổ Thủ Mặc và vệ Linh Tú, không hề yếu thế, thỉnh thoảng còn xông tới giúp một chỉ huy sứ khác đấu hai hiệp với Pháp Sư Tịnh Tuyền, khiến Tịnh Tuyền vô cùng chật vật. May mà Pháp Sư Hải không có pháp lực cao cường, đối phó với những âm binh đó rất dễ dàng, miệng tụng chân kinh, đi đến đâu là mộng ảo, những âm binh bên cạnh ông ta cũng tiêu tan theo đó. Hải không thấy Tịnh Tuyền không chống đỡ nổi nên tiến lên giúp đỡ, hai vị hòa thượng cùng nhau chiến đấu. Nhưng ông ta vừa đi, mấy vị võ đạo tông sư phải đối đầu với những âm binh liên tục xuất hiện thì vô cùng vất vả. Mặc dù cả bốn người đều có thể xuất võ hồn, đặc biệt là Châu Khiếu Uyên và Tiêu Sinh, đều là đỉnh cao của võ đạo nhưng khoảng cách giữa võ giả và tu hành giả vẫn rất lớn, đặc biệt là khi đối chiến với loại âm linh này, võ giả sử dụng chân khí, có thể nói là gấp đôi công sức. Hải không thể không quay lại hỗ trợ họ, mà Hải không vừa đi, một mình Tịnh Tuyền địch lại hai vị tướng, lập tức lộ ra vẻ bại trận. May mà Cổ Thủ Mặc và vệ Linh Tú lại lao tới, quấn lấy ông Trọng. Như vậy, trên chiến trường cũng coi như duy trì được một thế cân bằng. Nhưng bọn họ chỉ có 8 người, còn âm binh thì 10 vạn, liên tục không ngừng. Tất cả mọi người đều hiểu rất rõ, thời gian càng dài thì chắc chắn bọn họ sẽ thua. Vì vậy, hy vọng của họ hoàn toàn đặt lên người Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình. Nhưng lúc này dù Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình đều là một đấu một nhưng áp lực lại lớn hơn nhiều so với 10 vạn âm binh mà 8 người họ phải đối mặt. Chỉ cần hơi lơ là, sẽ là kết cục hồn phi phách tán. Rằng co càng lâu, trong lòng Lý Dục Thần càng khiếp sợ. Sức mạnh của Châu Nguyên Chương không những không có dấu hiệu suy giảm, mà còn đang tăng lên. Điều này chắc chắn không phải đến từ bản thể của Châu Nguyên Chương, bởi vì lão ta đã chết từ lâu, sức mạnh của người chết sẽ không thay đổi. Lý Dục Thần chú ý đến, mặc dù Châu Nguyên Chương và Hoàng hậu Mã lơ lửng trên không trung nhưng vị trí của họ vẫn không hề di chuyển. Ánh mắt anh xuyên qua ba lớp cờ. Nhìn thấy quan tài bên dưới. Anh đột nhiên hiểu ra, nguồn sức mạnh liên tục này chính là từ quan tài. Mà bản thân quan tài sẽ không cung cấp năng lượng, nguyên nhân chính là vị trí của quan tài, bên dưới quan tài chính là long mạch. Long mạch này, từ Tây sang Đông, thẳng đến Đông Hải nhưng đến dưới thành Kim Lăng đứt đoạn vì bị Sở Vương chôn vàng. Nơi đầu đứt, địa khí quay trở lại, hình thành một xoáy nước, cũng chính là nơi hội tụ của khí mạch. Quan tài của Châu Nguyên Chương được đặt trên Long Uyên này. Đột nhiên Lý Dục Thần nhớ đến Quỷ Vương Hắc Thủy trong hang động Thiên Phật. Nơi đó gọi là Long Môn Thiên Quan, xét về hướng đi của mạch núi thì đó chính là nơi núi Thái Hành và Yên Sơn giao nhau, chính là nơi hai con rồng va chạm, khí mạch của Long Mạch bị đứt, từ đó Long khí về phía đông, tụ lại ở Yên Kinh. Vị trí quan tài trong địa cung của Quỷ Vương có lẽ chính là nơi khí mạch xoáy. Thành vực thảm năm xưa, nếu không thì tại sao nó lại chọn một nơi như vậy để chôn quan tài? Có điều sau này không biết vì lý do gì mà hướng đi của mạch đất đã thay đổi, khiến quan tài của Quỷ Vương mất đi sự hỗ trợ của Long khí. Điều này khiến Lý Dục Thần không khỏi cảm thấy có chút may mắn, nếu như lúc đầu khí mạch không thay đổi, Quỷ Vương có cờ quỷ Hắc Minh, cộng thêm sự hỗ trợ của Long khí mạch đất, mạnh mẽ như Châu Nguyên Chương trước mắt, lúc đó anh mới chỉ vượt qua một lôi kiếp nên vốn không đánh lại được, có thể thoát ra được hay không còn là một vấn đề. Ngay cả khi anh có thể thoát ra, Tiêu Minh Hạc và Hầu Thất Quý chắc chắn sẽ chết trong đó. Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, Lý Dục Thần nói lớn, Mộng Đình, rút lui về hai bên, ép chúng dịch chuyển. Lâm Mộng Đình vốn thông minh, nghe Lý Dục Thần nói vậy thì lập tức hiểu ý anh, lướt về phía sau. Lý Dục Thần vung hai lá cờ, rút lui về một hướng khác. Khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, nhìn thì không thể hỗ trợ lẫn nhau, là một cách làm không sáng suốt. Nhưng Châu Nguyên Chương và Hoàng hậu Mã lại không đuổi tới, vẫn lơ lửng ở vị trí cũ, hơn nữa theo sự rút lui của họ.
cường độ tấn công còn giảm đi. Quả nhiên là như vậy. Sau khi sức chống cự giảm đi, cuối cùng Lý Dục Thần cũng thở phào nhẹ nhôm, ném hai lá cờ lên không trung, tay trái lấy ấn phiên sơn ra, tay phải cầm kiếm huyền minh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 73.